Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Người Việt xin tị nạn chính trị tại Úc, chỉ để kéo dài thời gian cư trú. Ngày 21 tháng 2, AFP tiếng Việt có bài phóng sự Người Việt dẫn đầu các sắc dân xin tị nạn tại Úc, hậu quả của thông tin di trú lừa đảo. AFP kể về trường hợp của anh Hưng, người đang xin visa tị nạn chính trị tại Úc để kéo dài thời gian ở lại. Anh vốn là một lao động tự do Hà Nội, thu nhập hơn chục triệu một tháng, nhưng không tiết kiệm được gì. Sau khi tình cờ đọc thông tin đi du lịch Úc có thể đi làm, nên anh đã bỏ ra 100 triệu đồng để làm visa du lịch. Khi gần hết hạn visa du lịch, anh Hưng được khuyên chuyển sang visa tị nạn chính trị để được ở lại lâu hơn một cách hợp pháp. Hình ảnh phóng sự của AFA. AFA cho biết, anh Hưng không phải là một cá nhân hiếm hoi. Theo thông tin từ Bộ Nội vụ Úc, chỉ trong năm 2023, số người Việt xin thị thực bảo vệ khi ở Úc dẫn đầu trong số các sắc dân với 2.905 người, chiếm 12%. Thị thực này dành cho những người đến Úc bằng thị thực hợp lệ và muốn xin tị nạn. AFA dẫn nhận xét của luật sư Lê Đức Minh, một người Úc gốc Việt hành nghề luật sư di trú có thâm niên, bày tỏ: Tôi thấy có sự gia tăng bất thường, đặc biệt là trong khoảng 6 tháng cuối năm 2023. Tôi thấy có một làn sóng tăng lên đột ngột hồ sơ của người Việt xin tị nạn chính trị tại Úc. Tôi cũng khá ngạc nhiên và không hiểu lý do vì sao số lượng xin tị nạn chính trị của người Việt Nam tại Úc tăng đột biến. Theo tìm hiểu của cá nhân, luật sư Minh thấy rằng đây là hậu quả của một phong trào lừa đảo rất quy mô từ trong nước. Rất nhiều cá nhân và công ty di trú hoạt động không có bằng cấp và giấy phép của Úc đã đưa ra một thông tin một cách công khai, hoàn toàn sai sự thật về những chương trình đi lao động tự do tại Úc. Đặc biệt là các chương trình người ta gọi là đi lao động nông nghiệp không cần tay nghề, chuyên môn và không cần trình độ tiếng Anh. Hình ảnh một trang trại trồng cần sa của những người Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Úc. AFA dẫn báo Công an thành phố Hồ Chí Minh hồi năm 2020 cho biết, Công an đã triệt phá đường dây đưa người sang Úc bằng giấy tờ giả, bắt giữ giám đốc công ty tư vấn du học, du lịch Châu Đại Dương và các đối tượng có liên quan. Hầu hết trong số này đều tìm cách xuất cảnh sang Úc, sau đó trốn ở lại để lao động phổ thông như làm việc tại các trang trại, quán ăn. Luật sư di trú trẻ Kate Hoàng, cựu chủ tịch Cộng đồng Liên bang Úc Châu, cho hay một số người làm di trú lừa đảo hướng dẫn người Việt xin visa tị nạn với số tiền hàng chục ngàn đô la Úc để sau đó được cấp một loại thị thực tạm nhưng vĩnh viễn và được khám chữa bệnh miễn phí. Nhưng cô Kate cũng cho biết có một số thực sự là người đấu tranh, có những lý do xin tị nạn xác đáng. Có nhiều người bị đàn áp ở Việt Nam vì lên tiếng trước những bất công xã hội, nhưng may mắn thế nào họ có một cơ hội để đến được Úc và xin tị nạn. Luật sư Lê Đức Minh cho hay, văn phòng của ông lúc nào cũng có những người đến xin tị nạn thực sự và ông đã làm thành công rất nhiều trường hợp. Ông cho biết chỉ cần nghe câu chuyện của họ, ông có thể đánh giá được người đó có phải là người đấu tranh thực thụ hay không, hay chỉ muốn chuyển đổi hồ sơ để kéo dài thời gian xin ở lại Úc để làm việc. Theo AFA, để đối phó với tình trạng có những người nộp đơn chỉ để kéo dài thời gian cư trú gây ảnh hưởng đến các đường đơn thực sự, chính phủ Úc đã cam kết chi 54 triệu đô la Úc trong 3 năm từ 2023 để tăng nguồn lực xử lý thị thực trong Bộ Nội vụ nhằm giảm đáng kể thời gian xử lý thị thực bảo vệ vĩnh viễn, loại 866 thị thực bảo vệ. AFA cũng cho biết hậu quả của việc này là Bộ Giáo dục bang Nam Úc hồi đầu tháng 2 ra thông báo tạm thời không chấp nhận đơn xin học của học sinh đến từ các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình cho đến khi có thông báo mới. Một số du học sinh đến từ các tỉnh thành khác theo chương trình giáo dục quốc tế cũng cần phải giải trình rõ ràng về mục đích xin học, đưa ra các kế hoạch du học cụ thể. Luật sư Kate giải thích, đó là những vùng hầu hết 90% đến 100% khi qua Úc là không có ai về. Có người ở lậu, có người nộp tị nạn. Những vùng đó Bộ Di trú cho là những vùng nguy hiểm, cho nên họ rất khó để xin cấp bất kỳ loại visa nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Người Việt xin tị nạn chính trị tại Úc chỉ để kéo dài thời gian cư trú. Họa vô đơn chí, Brazil dừng nhập cá rô phi Việt Nam. Ngày 20 tháng 2, AFA tiếng Việt loan tin Brazil dừng nhập khẩu cá rô phi Việt Nam từ ngày 14 tháng 2 năm 2024. Lý do được cơ quan chức năng Brazil đưa ra là cá rô phi Việt Nam nhiễm bệnh do virus TILV gây ra. AFA dẫn thông tấn xã Việt Nam loan tin ngày 20 tháng 2 với thông báo của Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Theo đó, cá rô phi Việt Nam không được nhập vào thị trường Brazil cho đến khi cơ quan chức năng nước này có kết luận rà soát về rủi ro cá nhiễm bệnh. Hình ảnh bản tin trên AFA. Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường cho biết, vào ngày 14 tháng 2 vừa qua, Cục này đã nhận được công thư của Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Chăn nuôi Brazil về quyết định dừng nhập khẩu cá rô phi cho đến khi có thông báo mới. AFA cho hay, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, tổng kim ngạch cá rô phi xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2023 chỉ đạt hơn 6 triệu USD, giảm 42% so với năm 2022. Trong đó, EU nhập chừng 2 triệu USD, giảm 34%, Mỹ nhập 1 triệu USD, giảm 71% so với năm 2022. Việc Brazil ngừng nhập cá rô phi có thể coi là một động thái họa vô đơn chí với Việt Nam, bởi Việt Nam đang có nguy cơ bị thẻ đỏ của EU. Trước đó, Việt Nam đã từng bị Ủy ban châu Âu EC phạt thẻ vàng đối với ngành thủy sản từ tháng 10 năm 2017 vì khai thác thủy sản bất hợp pháp và không khai báo, không theo quy định của IUU. Ngay sau khi bị thẻ vàng, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã giảm sâu vào năm 2018 ở mức trung bình là 25%, có tháng giảm đến 41%. Hình ảnh tàu cá Việt Nam bị Hải quân Thái Lan bắt giữ. Tháng 4 năm 2024, EC sẽ có đợt thanh tra lần thứ 5 đối với thủy sản Việt Nam. Đây là cơ hội để Việt Nam gỡ thẻ vàng, nhưng cũng có thể là thời điểm đặt dấu chấm hết cho ngành thủy sản Việt Nam nếu bị phạt thẻ đỏ. Hiện nay, theo truyền thông nhà nước, cả nước có đến 15.198 tàu cá 30, không đăng ký, không đăng kiểm và không cấp phép. Tình trạng ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá vẫn tiếp tục xảy ra phổ biến từ đầu năm 2023 đến đầu tháng 2 năm 2024. Xảy ra gần 5.000 lượt tàu mất kết nối trên 10 ngày và hành vi gửi thiết bị giám sát cho tàu cá khác nhằm trốn tránh sự theo dõi của cơ quan quản lý đang diễn biến phức tạp. Chưa kể, từ tháng 10 năm 2023 đến nay, tiếp tục có 17 tàu với 190 ngư dân bị các nước bắt giữ. Nếu bị EC phạt thẻ đỏ, Việt Nam không chỉ mất đi thị trường EU mà còn gặp khó khăn với những thị trường khác bởi các nước phát triển đều có quy định tương tự nhau. Tứ trụ có thể làm được gì để thay đổi tình thế cho nền kinh tế Việt Nam lúc này? Vào tháng 9 năm 2023, thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã giảm sâu liên tiếp không chỉ ở thị trường EU mà cả thị trường Mỹ và Nhật Bản ở mức 24% so với cùng kỳ năm 2022. Trong nhiều năm qua, nền kinh tế Việt Nam phát triển nhờ một phần rất lớn từ việc xuất khẩu hàng hóa sang các nước phát triển. Tuy nhiên, giờ đây, mọi việc đã không còn suôn sẻ nữa vì nhiều lý do khác nhau và rất nhiều mặt hàng của Việt Nam đã bị cấm nhập khẩu hoặc bị trả về. Tại Mỹ, hàng dệt may, điện tử bị trả về hơn 1.000 lô hàng với lý do là vi phạm đạo luật chống lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ. Điều này đã dẫn tới sự tê liệt gần như là phá sản của ngành dệt may Việt Nam. Tại châu Âu và một số nước khác, hàng hóa Việt Nam bị dính tiêu chuẩn chuyển đổi xanh và cũng bị ách tắc. Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn thảm hại, có thể thấy rõ qua cái Tết buồn tẻ vô hồn 2024 vừa qua. Liệu Đảng Cộng sản Việt Nam có thể làm được gì để cứu vãn tình thế này hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Họa vô đơn chí, Brazil dừng nhập cá rô phi Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.